Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Ở trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẫu đầm này nhé. Chúng ta có một mẫu đầm dạng cổ tim, hỏng cổ tim nhé. Phần này các bạn sẽ làm cái ve lật ra ngoài này, phần này ve chồng lên nhau. Các bạn sẽ có một đường cắt rồi ở ngang eo. Phần này chúng ta sẽ tạo thành bản đai nhé. Phía thân dưới thì các bạn sẽ là xếp ly và có một phần bèo ở đây. Phần này các bạn làm sẻ nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị mình thân trước và thân sau của đầm cơ bản. Các bạn nào nhu cầu mua dập góc cơ bản Levi giống như mình đang có nhé, thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Zalo ở trên. Hoặc các bạn muốn mua sách, đây cuốn sách do mình tự tay soạn nhé. Trong này có công thức của chân váy này, sơ mi, đầm quần, vest và manto, toàn bộ của đồ nữ. Thì các dạng áo và váy thì mình sử dụng công thức là Levi hết nhé. Đây, dựa vào quyển sách này thì các bạn có thể dựng được cái vẽ được cái dập gốc cơ bản giống như mình đang có luôn nhé. Đó, đây công thức cắt đầm này. Chưa? Giá là 300.000. Các bạn nào nhu cầu mua thì có thể đăng ký nhé. Khi các bạn mua sách thì mình sẽ thêm các bạn vào nhóm kín có video hướng dẫn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ xác định cho mình đường cắt bản đai này. Ở thân sau thì mình đã xử lý tiêu cái phần Levi của thân sau đi rồi nhé. Và thân trước này, chúng ta xác định cái phần bản đai này sẽ tầm khoảng là 4 phân. Thì các bạn lấy cho mình từ cái đường hạ eo, chúng ta lấy ngược lên 2, lấy xuống 2, kẻ nó ra đây. Thân sau cũng thế nhé. Chúng ta kẻ nó ra. Đây các bạn cắt rời theo cái phần đai này ra cho mình. Sau đó chúng ta sẽ đóng ly đai lại. Các bạn dán phần ly đai này vào cho mình. Phần thân trước này cũng thế này. Các bạn sẽ đóng cái ly ở đai này vào. Ok. Tiếp đến các bạn sẽ bấm cho mình đường tâm ly. Chúng ta đóng cái ly vai này vào. Bạn kẻ lại cho mình đường vai con này. Cắt này đi. Xác định ngang cổ. Ngang cổ thì các bạn sẽ lấy ra cho mình tầm khoảng 9 đến 10 phân nhé. Ví dụ ở đây mình lấy ra là 9 phân rưỡi này. 9 đến 10 phân. Chỗ này chúng ta sẽ dán thêm giấy. Bởi vì nó là phần này chồng lên nhau nhé, phần này chồng lên nhau này. Ta sẽ dán vào mảnh to như này luôn nhé. Thì các bạn nào chúng ta làm được cái ve cổ luôn. Đó. Ở thân sau này, phần thân sau nha, các bạn sẽ đặt nó vào đây cho mình, đặt như thế này, đánh dấu lại được cái ngang cổ thân sau này. Cái lớp thân chính như này thì nó là dáng sát nách nhá, dạng sát nách này, nó không có tay. Thì các bạn sẽ giảm đầu vai vào cho mình, chúng ta giảm đầu vai tầm khoảng 1 phân rưỡi nhé. Và các bạn vẽ lại cho mình cái vòng nách. Được chưa? Sau đó này, các bạn xác định cho mình điểm chân ve là các đoạn nó chồng sang nhau đấy. Đây này. Đoạn này nhé. Chúng
Chúng ta sẽ đo từ đường giữa này đến phần cạnh ly ở đây. Ở đây là 7 phân này, thì các bạn sẽ lấy ra bên này cho mình là 7 phân nhá. Từ đây đến đây là 7 này. Từ đây sang đây là 7 này. Và chúng ta sẽ nối hai điểm này lại với nhau. Được chưa? Đoạn này thì các bạn sẽ đóng cho mình một cái ly. Tổng cộng 7 ly ở đây. Ngay đoạn cổ nhá. Đó. Chúng ta sẽ bấm này. Bấm ra này. Các bạn đóng cái ly cổ này vào cho mình. Các bạn tiêu ly này đi để cho nó ôm được phần cổ hơn nhá. Sau đó thì các bạn sẽ kẻ lại cho mình đường bẻ ve. Ok. Tiếp đến này, các bạn kéo dài cho mình đường xuôi vai. Kéo dài ra đây. Đây nhá, phần thân sau này. Phần thân sau ở đây mình đang có điểm ngang cổ ở đây rồi nhá. Các bạn vẽ cái vòng cổ thân sau ra cho mình là, chúng ta lấy sâu cổ xuống là 3 phân. Các bạn sẽ kẻ nó xuống đây. Vẽ vòng cổ này ra này. Sống lưng thì các bạn sẽ giảm vào cho mình được khoảng 5 đến 7 ly nhá. Cắt thằng này đi. Sau đó các bạn sẽ đặt cái thân như thế này. Đấy nha, chúng ta sẽ đặt như này. Để cho điểm ngang cổ thân sau và điểm ngang cổ thân trước trùng với nhau, bằng nhau. Các bạn sang dấu lại cho mình cái đường vòng cổ của thân sau như thế này. Và sang dấu lại đường sống lưng của thân sau. Được chưa? Đó. Rồi các bạn sẽ bỏ nó ra. Bạn cắt cho mình cái phần đầu vai này. Cắt bỏ đường nách ở phần đầu vai đi nhé. Ở đây thì các bạn sẽ đặt nó vào, đánh dấu lại điểm đầu vai này. Các bạn sẽ thấy là nó cái đoạn ve cổ này sẽ trườn ra đây. Được chưa? Chúng ta sẽ tính từ đoạn đầu vai này. Các bạn lấy ra đây cho mình là tầm khoảng 4 đến 5 phân. 4 đến 5 phân. Chúng ta lại đo này, các bạn đo cho mình từ cái điểm lấy ra đây nhá. Vào đến ngang cổ này, 12 phân rưỡi. Thì từ sâu cổ thân sau các bạn lấy xuống theo đường sống lưng thì các bạn sẽ lấy xuống cho mình 12 phân rưỡi. Còn này đến đây là 12,5. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ vẽ thằng này hút vào đây. Đó. Đấy nha. Các bạn sẽ vẽ thằng này hút này vào đây này. Và cái vòng cổ này các bạn sẽ đánh cho nó tròn đi. Đi qua điểm này. Chỗ này chúng ta sẽ đánh nó bầu ra một chút. Bút xuống đây. Ok chưa nhỉ? Đó. Chỗ này thân trước này các bạn sẽ cắt cái vòng nách này đi. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một đường bổ mảnh nách nhé. Chỉ là thân chính các bạn sẽ có một đường bổ mảnh nách. Thì chúng ta sẽ lấy điểm giữa của cái vòng nách này. Các bạn vẽ cho mình một đường cong vào đầu ly thân. Và chúng ta sẽ cắt nó ra. Lọc bỏ ly đi luôn nhá. Thế bên này thế này. Ok chưa? Đây, phần này các bạn sẽ cắt theo đường này đúng không? Khi mà chúng ta cắt lên trên vải thì các bạn sẽ cắt cho mình cái mảnh này thành hai mảnh nhá. Hai bên đấy, bên trái bên phải đấy. Cắt này đi. Được.
Đây phần này khi các bạn bẻ ra nó sẽ như này. Ta may với cả đường bổ máy này. Phần này nó sẽ vòng về thân sau. Được chưa? Phần này sẽ vòng về thân sau. Chúng ta may với cả cổ thân sau là xong. Đối với thân sau này nhá, các bạn sẽ cắt cho mình đường bổ máy nách ra. Cắt rời bộ mảnh ra này. Lọc bỏ hết ly đi. Chưa? Đây. Nửa bên kia nó sẽ chồng sang nhau nhé. Nửa bên kia nó sẽ bắt đầu chồng từ đây và đến đây. Được chưa nhỉ? Hai bên giống nhau nhé. Phần này nó sẽ làm ve liền luôn. Được chưa nhỉ? Ok. Tiếp theo đến về thân dưới. Đấy nhá. Thân dưới và thân sau thì các bạn chỉ cần chiết cái ly này vào cho mình là xong nhá. Đối với phần thân dưới của thân trước này, ở đây nó dạng bất đối xứng, thì các bạn sẽ cắt cho mình cái thân này lên một tờ giấy gấp đôi nhé. Chúng ta sẽ sang dấu lại vào giấy này. Sang dấu lại toàn bộ cho mình nhá. Ta còn ly đường ly này. Ok. Ở đây mình sẽ sang dấu lại ly nhá, dấu phần ly ở đây. Đến nửa thân bên phải đây nhé. Đây nửa thân bên phải này. Chúng ta có một đường bổ. Bạn sẽ kéo dài đường tâm ly xuống dưới gấu cho mình. Đó. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo điểm xẻ nhé. Xẻ thì các bạn lấy cho mình bất kỳ đâu. Chúng ta có thể lấy từ gấu lên tầm khoảng 20 đến 25 phân tùy theo nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cắt tờ này. Đó. Xẻ ra. Các bạn muốn xẻ nhiều hay xẻ ít thì tùy ý nhá. Đấy chưa? Đó. Ví dụ mình sẽ cắt ra được như thế này đi. Được chưa? Phần này là xẻ này. Đối với này thì các bạn sẽ cắt bổ mảnh nhá. Chúng ta cắt rời ra để kẹp được cái bèo ở đây. Cắt rời này ra. Tiếp theo này, ở đây thì mình sẽ vẽ cái bèo ra nhá. Phần bèo này, các bạn sang dấu lại cho mình cái đường này. Sang dấu lại đường bổ mảnh nhá. Chúng ta sẽ có phần đuôi của cái bèo này nó sẽ sát với cả điểm xẻ. Thì nó sẽ ra đến đây. Các bạn lấy ra đây cho mình tầm khoảng 5 phân này. Đây là 5 phân nhá. Sau đó thì các bạn sẽ vẽ cái thằng bút xuống lên đây. Được chưa? Ok. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt thằng này ra. Chúng ta cắt thằng này ra để các bạn bấm giải nan để chúng ta lấy được cái bèo nhá.
Mình sẽ làm phần bèo trước nha. Đây. Ngay đằng góc này mình sẽ có một đường bổ này. Ở đây chúng ta sẽ có một đường bổ. Bạn sẽ vẽ cho mình thành 3 đường nhé. Rồi các bạn bấm nó ra. Chúng ta sẽ xải nan. Được chưa? Đó. Ví dụ mình giải được như này nhá, các bạn sang dấu lại cho mình cái đoạn này. Chưa? Chúng ta chỉ cần như này thôi. Bây giờ này, đây là đánh dấu lại cho mình cái thằng này. Khoảng này là khoảng 5 phân đấy nhá. Bây giờ này các bạn sẽ vẽ cái này nó lượn cho nó trơn đi một chút. Rồi. Và chúng ta sẽ vẽ thằng này. Các bạn sẽ lượn cho nó cong đi nhá. Chỗ này chúng ta có thể vẽ bất kỳ. Các bạn muốn cái bản bèo này nó to hay bé thì chúng ta sẽ vẽ nó ra. Ví dụ mình sẽ cắt được như thế này nhé. Ví dụ như này đi. Bây giờ này, điểm 5 phân ở đây thì các bạn sẽ may nó vào đây này. Đấy nha. Rồi chúng ta sẽ may nó vào cái góc vuông như này. Được chưa? Sau đó đoạn này các bạn sẽ bẻ ra. Lên trên vải nó sẽ mềm hơn nhé. Thì các bạn sẽ tạo được các cái múi đổ ra. Đó. Được chưa nhỉ? Đây nhá, mình cái này mình chỉ làm minh họa cho các bạn nhìn thôi nhá. Ok. Đó. Tiếp theo này, đến phần thân phía bên trái này, nửa thân bên trái này nhá, chúng ta sẽ xếp ly này, 1 2 3 4 5 ly. Bạn đóng tạm cho mình cái ly thân này vào đây trước. Bây giờ các bạn sẽ vẽ ly này, chúng ta sẽ lấy từ đây xuống 3 phân này, 3 phân là 1 ly nhá. Ly cách ly thì mình sẽ để tầm 2 phân rưỡi đi. Từ đây xuống đây 3 phân này, từ đây xuống đây 2 phân rưỡi, 2 phân rưỡi, 2 phân rưỡi này. Đây 2 phân rưỡi này. Chúng ta có 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, được chưa? Sau đó thì các bạn sẽ vẽ này cong cong ra đây. 1 này. 2 3. Cái ly số 4 này mình sẽ vẽ vào chân ly nhá. Đây ly số 5 này. Đó. Và bây giờ mình sẽ bấm nó ra. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ bấm nó ra. Bấm sát vào sườn cho mình. Các bạn sẽ đặt lên một tờ giấy khác nhé, để chúng ta giải tách cái phần ly này ra.
Độ mở ly thì các bạn sẽ để chỗ này cho mình mở ra tối đa là 5 phân nhé. Mình sẽ dán cố định này vào đây trước này. Sau đó chúng ta sẽ mở ra là 5 phân. Các ly này các bạn sẽ làm lần lượt cho mình nhé. Sau khi các bạn giải được ra này rồi thì mình sẽ cắt bớt đi. Các bạn cắt sát vào dưới. Bây giờ mình sẽ sang dấu để chúng ta cắt bằng với cả phần kính chính trước nhé. Sang dấu lại các đoạn ly này. Phía dưới này mình sẽ cắt bằng với cả thân chính luôn nha. Đường sơn ở bên này cũng thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ gấp ly lên cho mình. Gấp chiều hướng gấp thì các bạn sẽ gấp từ dưới gấp lên nhé. Gấp nó vào đây. Sau đó này chúng ta sẽ kẻ lại cái đường này và các bạn cắt đi là xong đó. Được chưa? Chúng ta sẽ tạo được cái phần ly như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ may cái thằng này vào đây. Đây mình sẽ dán cho các bạn nhìn nhé. Chúng ta may kẹp cái bèo này vào đây trước, sau đó thì các bạn may cái bộ mảnh vào. Nếu như các bạn muốn làm cái bèo này nó đổ nhiều hơn ấy thì chúng ta có thể giải tách nó ra nhiều hơn nhé. Bạn giải tách nó ra nhiều hơn thì nó sẽ đổ được nhiều hơn nhé. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ may với cả bộ mảnh ở phía bên này. Được chưa? May kèm nó vào đây. Cái bèo này ở giữa nhé. Đó. Rồi chúng ta may với cả đai và may thân trên nữa là xong. Ok chưa nhỉ? Như vậy là mình đã dẫn xong các bạn cách mẫu đầm theo mẫu sẵn. Các bạn thấy video hữu ích hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.